nhé, là có thể là có bệnh viện ha, hay là không có bệnh viện. Mà nếu có bệnh viện thì nó sẽ thực hiện cái nhiệm vụ chức năng khác, hoặc là tách cái bệnh viện ra khỏi cái trung tâm y tế. Dạ, thôi những cái này các bạn đọc thêm đi ha. Rồi, cái trung tâm y tế thì nó lại khác cái phòng y tế nha các bạn. Trung tâm y tế thì có giám đốc và các trung tâm y tế có thể có bệnh viện và không có bệnh viện. Rồi, ha, thì nếu mà trung tâm y tế có bệnh viện thì nó có các khoa chuyên môn khác với cái trung tâm y tế không có bệnh viện nha. Thì nếu mà không có bệnh viện thì sẽ có 5 phòng nha. Rồi ở đây chúng ta có 5 cái phòng khoa. Và nếu mà có bệnh viện thì sẽ có các cái khoa lâm sàng, các cái khoa cận lâm sàng, cũng như là có cái đội y tế lưu động, y tế dự phòng, cái đội chăm sóc sức khỏe sinh sản. Rồi đến cái tuyến thấp hơn là tuyến xã, phường, thị trấn nha. Thì tuyến xã, phường, thị trấn thường mình hay nói là tuyến y tế gần dân nhất ha, nó sát với dân hơn. Đây là cái tuyến y tế đầu tiên tiếp xúc với nhân dân, và về mặt hành chính thì họ sẽ chịu sự quản lý của ủy ban nhân dân xã, ủy ban nhân dân phường, thị trấn. Nhưng cái quản lý về mặt y tế đó là trung tâm y tế huyện. Trời, trạm y tế ha có 11 nhiệm vụ ha. Thì ở đây các bạn thấy cái nhiệm vụ rất là quan trọng của họ, đó là truyền thông giáo dục sức khỏe, thực hiện các cái chương trình sức khỏe, rồi sơ cấp cứu ban đầu, cũng như là cái việc hướng dẫn người dân sử dụng thuốc an toàn hợp lý, kể cả là phát triển cái vườn thuốc nam. Đây là các hoạt động của trạm y tế xã, phường. Rồi, về cơ cấu tổ chức của trạm y tế thì cái việc mà sáp nhập hay giải thể trạm y tế là do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định, mà do cái Ủy ban nhân dân xã hay huyện là đề nghị. Rồi bây giờ ở đây một cái nữa chúng ta thấy là gì? Nếu mà cái xã, cái phường, cái thị trấn đó có cái phòng khám khu vực và có cái trung tâm y tế huyện, trung tâm y tế huyện ở tại cái xã, cái phường đó, thì ở đó không cần phải thành lập cái trạm y tế. Có ví dụ cái xã X ở cái tỉnh y, nó có cái phòng khám khu vực và nó có cái trung tâm y tế huyện ở đó nữa, thì ở đó không có cái trạm y tế xã. Rồi số lượng cán bộ y tế, biên chế tại y tế cơ sở, thì nhớ cái trạm y tế cái người đứng đầu chính là trưởng trạm ha. Thì đây tùy cái khu vực ở nơi đâu, ví dụ như ở đồng bằng hoặc ở trung du, ở biên giới, ở hải đảo, và tùy thuộc vào số dân mà người ta sẽ phân bố số cán bộ y tế cho phù hợp. Đây các bạn thấy, nếu mà một xã dưới 8.000 dân là chỉ có 3 đến 4 cán bộ y tế thôi, xã trên 12.000 dân là tối đa chỉ có 6 cán bộ y tế. Rồi ở cái khu vực miền núi, Tây Nguyên, biên giới, hải đảo thì số lượng nhân viên y tế nhiều hơn ở khu đồng bằng trung vô du, và nhất là ở cái vùng sâu vùng xa thì ở nơi đó phải là có bác sĩ hoặc y sĩ phải luôn luôn túc trực ở trạm y tế. Thì như cô nói, cái trạm y tế
thì phải có cái trưởng trạm thì một lát mình sẽ qua cái tuyến y tế cơ sở, rồi cái tuyến cuối cùng đó là y tế thôn bản và cụm dân cư. Thì Bộ Y tế cũng quy định tiêu chuẩn chức năng nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản nha. Thì nhân viên y tế thôn bản là một nhân viên bán chuyên trách tự nguyện, họ không phải là nhân viên y tế thuộc biên chế. À, và họ phải chịu sự quản lý giám sát các hoạt động của ủy ban nhân dân xã, của trưởng thôn bản, và họ sẽ được hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của trạm y tế. Và cái hoạt động chính của họ đó là chăm sóc sức khỏe ban đầu tại thôn bản nha, và một số cái hoạt động truyền thông giáo dục khác, kể cả thực hiện các cái chương trình y tế. Thì đây các bạn thấy đầu tiên, đó là họ làm tuyên truyền giáo dục sức khỏe hay là truyền thông giáo dục sức khỏe. Thì họ sẽ tuyên truyền gì? Về bảo vệ sức khỏe, về cái vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cũng như là các cái cách phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, cũng như là cái công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Rồi họ còn làm gì nữa? Thực hiện công tác chuyên môn về y tế tại cộng đồng. Đó là gì? Phát hiện, giám sát, báo cáo tình hình bệnh dịch, bệnh lây, bệnh không lây, bệnh xã hội ở cái thôn bản của họ. Và họ cũng tham giám sát chất lượng nước cũng như là các cái công trình vệ sinh của gia đình. Rồi cái nữa là gì? Giám sát cái việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như là thực hiện triển khai các cái phong trào vệ sinh phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, xây dựng làng văn hóa sức khỏe. Rồi cái công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa gia đình, thì họ không phải là cái người chuyên mà là hậu sinh, phải không? Do đó họ sẽ vận động người dân là có thai thì phải đăng ký khám thai, được quản lý thai, và kể cả là sinh sản tại cơ sở y tế, và nhất là họ có cái kiến thức xử trí khi một sản phụ đẻ rơi mà họ chưa đến kịp cơ sở y tế. Rồi họ cũng theo dõi hướng dẫn các bà mẹ sau sinh, quản là chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà. Rồi một số cái biện pháp đơn giản để phòng chống suy dinh dưỡng, cũng như là khám trẻ em, hướng dẫn khám trẻ em lành mạnh, rồi thực hiện các cái hướng dẫn người ta thực hiện các cái, tức là họ không có thực hiện, chẳng hạn họ sẽ hướng dẫn người ta cách sử dụng bao cao su, cách sử dụng cái thuốc uống tránh thai, que tránh thai, vân vân, và hướng dẫn người ta đến các cái cơ sở này, hoặc là những cơ sở này họ sẽ giao cho họ bao cao su, họ sẽ cung cấp cho người dân ở thôn bản và hướng dẫn họ sử dụng bao cao su đúng cách. Về sơ cấp cứu ban đầu, chăm sóc bệnh thông thường, thì họ cũng được huấn luyện về cái công tác sơ cấp cứu ban đầu, hoặc là xử lý các cái trường hợp tai nạn xảy ra. Thí dụ một cái họ ở cái vùng sâu vùng xa, một cái chiếc xe nó rơi xuống dưới cái vực sâu, thì họ sẽ biết huy động lực lượng y tế, họ phải bước sàng lọc, họ biết phân loại để thực hiện sơ cấp cứu ban đầu, hoặc là họ sẽ kêu gọi những nhân viên y tế ở những cái xung quanh đó, hoặc thậm chí là những cái bệnh viện đến để cấp cứu cho người bệnh ở thôn bản. Rồi ở đây thì họ thực hiện chăm sóc một số bệnh thông thường, cũng như là hướng dẫn cho người nhà chăm sóc một số người mắc bệnh xã hội. Thí dụ như là những người bị nhiễm HIV/AIDS, những người bị các cái bệnh lây lan qua đường tình dục, và kể cả là một số bệnh không lây, chẳng hạn họ
hướng dẫn cho người nhà chăm sóc người bệnh bị đái tháo đường, người bệnh bị suy tim, hay là người bệnh bị tăng huyết áp, mà giờ hai cái bệnh nổi bật đó là đái tháo đường và tăng huyết áp, thì đó là những bệnh không lây. Rồi họ cũng thực hiện các cái chương trình y tế tại thôn bản, thì những cái chương trình này là từ bộ rồi đến sở rồi đến trung tâm y tế đến quận huyện đến phường xã và sau đó triển khai đến tận thôn bản. Ví dụ như chương trình phòng chống suy dinh dưỡng hay là chương trình phòng chống HIV vân vân vân, hoặc là cái nhiệm vụ thứ sáu của họ là cái việc mà hướng dẫn người dân sử dụng các cái thuốc nam, ví dụ như là trồng sả rồi trồng cái cây lẻ bạn hay là gừng này kia để phát triển thành những cái vườn thuốc nam mà có khả năng điều trị một số bệnh thông thường, kể cả họ sẽ hướng dẫn người dân thí dụ như bây giờ cảm cúm thì có thể là sử dụng cái nồi sông có cái vỏ bưởi có gừng có sả thì sẽ giúp cho họ. Thứ nhất là cái Cô việc này sao lại có một bạn cần vô đó cô, bạn bạn Trường cần vô Sơn nè, nè. rồi rồi Dạ, cảm để phiền cô mở cô. à,